phát hiện là mình bị bệnh ung thư đó. Thành ra là trước khi cưới là lúc đó tôi rất là buồn, suy sụp tinh thần dữ lắm, như là nghe giống như mình đang nhận một cái bản án tử hình vậy. Tôi cũng không muốn là đi trị bệnh nữa, nhưng mà cũng nhờ gia đình á, cũng nhờ động viên, rồi mấy đứa em tôi nó cũng động viên giúp đỡ tôi này kia, rồi bác nhất là con bé này nè, nó năn nỉ bác ơi, bác cũng như là bác thương tụi con á, thì bác đi mổ đi, chứ rồi nếu mà bác không đi mổ làm sao hết bệnh được, mà trong thời gian bác mổ con sẽ chăm sóc cho bác à, chứ bác đừng có lo gì hết á. Nó nói vậy á, tôi quyết định đi mổ. Nó bỏ hết công việc làm để nó vô nó lo cho tôi, là nó chăm sóc cho tôi. Xong rồi hả, thậm chí mà nó xin cơm từ thiện nó ăn, còn mà nó mua cơm cho tôi ăn hả, thấy tội nghiệp lắm. Lúc là chưa cưới luôn em hả? Lúc chưa cưới á. Dạ, lúc đó mới tụi em mới quen thôi. Tại vì em với chồng em quen lúc còn trẻ lắm, lúc chồng em mới 19, em 20, là quen được 2 năm á, thì là mẹ phát hiện mẹ bị ung thư đó, thì bác sĩ cũng mới nói là phải mổ, nhưng mà bà nội nghĩ là mổ là chết. Mà lúc đó bà nội cũng nói chung bên gia đình chồng thì cũng không phải là khá giả gì, mẹ chỉ để dành được số tiền là khoảng 200 triệu thôi. Mẹ nói nếu bây giờ mổ cũng không có đủ, mà thà là mẹ để lại cho chồng em để làm vốn. Thì em mới nói là con nói với bác là vậy nè, nếu mà bác không mổ thì con sẽ không tiếp tục đi quen với lại chồng con nữa. Thì chồng con cần là cần người mẹ, chứ không phải là cần số tiền đó. Cái số tiền đó tụi con có thể làm được, nhưng mà người mẹ là tụi con không kiếm được. Nó thì nhưng mà mẹ nói bây giờ mẹ mổ tiền không có, cũng không ai chăm sóc này kia. Cái ngày mà cầm cái tờ siêu âm đó, cái tờ chụp siêu âm đó là ung thư đó, là mẹ tự chạy xe một mình, là mẹ đâm thẳng vào giữa đường luôn, xe mấy chiếc xe tông vô mẹ luôn, gãy tay thôi. Tại vì mẹ ruột em nói là con cứ việc bỏ hết đi, con cứ đi qua con lo cho chị xui đi, tiền đổ xăng hay tiền ăn gì mẹ cho, con đừng có lấy của chị, để chỉ đồng bọc chỉ để cho chị bệnh đó. Thành ra là em nói giờ, từ bữa đó là em nói là bất cứ khám hay là cái gì hết cho bắt đầu tới cuộc mổ là con sẽ chở bác đi, cứ sáng 5 giờ sáng em qua em chở, cứ vậy lòng rủi khoảng chừng 1 tháng á thì là mổ. Tới lúc mà quá trị này kia xong hết rồi về đó, thành ra là người ta thì tưởng em là con gái, tưởng con gái. Đây là một tình cảm đáng trân trọng đối với một cái nàng dâu tương lai. Tôi tên là Phan Thị Kim Hương, năm nay tôi 64 tuổi. Dạ hả, tôi đang sống với gia đình ở phường 5 quận 11. Đây á thì cũng làm về buôn bán này kia vậy đó. Dạ. Nhưng mà sau đó thì bệnh mình nha, không có làm được nữa nha. Giờ chỉ làm nội trợ thôi. Dạ. Dạ. Dạ, xin mời chị. Dạ, em xin chào anh Duyên Linh và Lê Lộc. Dạ. Em tên là Vương Kim Long, em 31 tuổi. Thì em làm dâu của mẹ cũng được 7 năm rồi. Lúc trước thì em cũng có làm bảo mẫu, nhưng mà bây giờ thì em mới sanh bé thứ hai được 6 tháng. Coi như ở nhà làm mẹ bán. Chúc mừng mới sanh em bé thứ hai nha. Dạ. Ngày đầu tiên mà cô gặp con dâu tương lai của mình đó, thì cô ấn tượng thế nào? Ngày đầu tiên á, là khi mà con trai tôi á, là chở bạn gái về á, thì cái ấn tượng đầu tiên á, là tôi thấy con bé cũng rất là dễ thương mà hả lanh lợi lắm nha. Thành ra hả, đâm ra tôi cũng hơi lo. Tôi nghĩ là hả, trời, nếu mà nửa thành rồi cái mình cưới về ăn hiếp con trai mình sao. Chị nhớ cái ấn tượng đầu tiên khi gặp mẹ chồng của mình không? Mẹ rất là hiền, mẹ hiền lắm. Chuẩn bị cưới thì sao? Trước khi cưới á, trước khi cưới á, dạ, thì hả có một cái biến cố xảy ra với tôi, là tôi bị bệnh á, bị bệnh phát hiện ra mình bị bệnh ung thư đó. Thành ra là trước khi cưới là lúc đó tôi rất là buồn, suy sụp tinh thần dữ lắm, như là nghe giống như mình đang nhận một cái bản án tử hình vậy. Tôi cũng không muốn là đi trị bệnh nữa, nhưng mà cũng nhờ gia đình á, cũng như là động viên, rồi mấy đứa em tôi nó cũng động viên nó giúp đỡ tôi này kia, rồi bác nhất là con bé này nè, nó năn nỉ bác ơi, bác cũng như là bác thương tụi con á, thì bác đi mổ đi, chứ rồi nếu mà bác không đi mổ làm sao hết bệnh được, mà trong thời gian bác mổ con sẽ chăm sóc cho bác đó, chứ bác đừng có lo gì hết á. Nó nói vậy á, tôi quyết định đi mổ. Nó bỏ hết công việc làm để nó vô nó lo cho tôi, là nó chăm sóc cho tôi. Xong rồi hả, thậm chí mà nó xin cơm từ thiện nó ăn, còn mà nó mua cơm cho tôi ăn hả, thấy tội nghiệp lắm. Lúc là chưa cưới luôn em hả? Lúc chưa cưới á. Dạ, lúc đó mới tụi em mới quen thôi. Tại vì em với chồng em quen lúc còn trẻ lắm, lúc chồng em mới 19, em 20, là quen được 2 năm á, thì là mẹ phát hiện mẹ bị ung thư đó, thì bác sĩ cũng mới nói là phải mổ, nhưng mà bà nội nghĩ là mổ là chết.
Mà lúc đó bà nội cũng nói chung bên gia đình chồng thì cũng không phải là khá giả gì. Mẹ chỉ để dành được số tiền là khoảng 200 triệu thôi. Mẹ nói nếu bây giờ mổ cũng không có đủ, mà thà là mẹ để lại cho chồng em để làm vốn. Thì em mới nói là con nói với bác là vậy nè, nếu mà bác không mổ thì con sẽ không tiếp tục như quen với lại chồng con nữa. Thì chồng con cần là cần người mẹ, chứ không phải là cần cái số tiền đó. Cái số tiền đó tụi con có thể làm được, nhưng mà người mẹ là tụi con không kiếm được. Nó thì em, nhưng mà mẹ nói bây giờ mẹ mổ tiền không có, cũng không ai chăm sóc này kia. Cái ngày mà cầm cái tờ siêu âm đó, cái tờ chụp siêu âm nói là ung thư đó, là mẹ tự chạy xe một mình, là mẹ đâm thẳng ra giữa đường luôn, xe mấy chiếc xe tông vô mẹ luôn, gãy tay thôi. Tại vì mẹ ruột của em nói là con cứ việc bỏ hết đi, con cứ đi qua con lo cho chị xui đi, tiền đổ xăng hay tiền ăn gì mẹ cho, con đừng có lấy của chị, để chỉ toàn một chỉ để chị bệnh đó. Thành ra là em nói giờ, từ bữa đó là em nói là bất cứ khám hay là cái gì hết cho bắt đầu tới cuộc mổ là con sẽ chở bác đi, cứ sáng 5 giờ sáng em qua em chở. Cứ vậy gồng rủi có khoảng chừng một tháng á thì là mổ. Tới lúc mà quá trị này kia xong hết rồi về đó, thành ra là người ta thì tưởng em là con gái, tưởng con gái. Đây là một tình cảm đáng trân trọng đối với một cái nàng dâu tương lai. Phẫu thuật xong thì mẹ làm đám cưới hay sao? Mẹ nói là bây giờ không biết mẹ có sống bao lâu, mà chồng em là con một nữa, nói là thôi bây giờ bác muốn cưới con, chứ bây giờ là bác sợ bác có mất á thì nó bơ vơ quá đi, không có ai hết mà nó hiền nữa. Thì em mới nói con cũng không biết sao đâu bác ơi. Thì mẹ ruột em với dì em vô thăm, thì mẹ em xin cưới. Thì mẹ ruột em mới nói là em thương chị lắm, em cũng muốn nó làm dâu chị nữa, thì bây giờ em thì em chịu, nhưng quan trọng là nó thôi. Nhưng mà sao em thì lúc đó em lại không thích đến anh Linh ơi. Ủa sao, tại sao vậy chị? Anh tự đọc biết sao không? Một cái quá trình mà từ lúc biết mẹ bệnh rồi chở mẹ đi này, cứ lúc đó mẹ mập lắm chứ không phải như bây giờ đấy. Mẹ không có đi nổi, không có đi nổi, tất cả em phải dẫn, em phải đẩy xe lăn. Từ bắt đầu giờ đẩy xe lăn, từ xét nghiệm nó kêu mẹ xỉu lên xỉu xuống. Một cái quá trình nó dài em cũng không hiểu sao làm chịu đựng nổi. Đó, tự nhiên không biết sao tới lúc đó mình cảm thấy quá mệt mỏi rồi. Khi lúc mà bác đã hoàn thành sức khỏe, bác đã mổ xong hết, bác cũng đã đi đứng lại bình thường á, thì tự nhiên mình cảm thấy mệt mỏi quá. Rồi bạn bè em cũng nói mày khùng hả Long. Mình cảm thấy đúng rồi. Trời ơi, mai mốt không biết rồi tương lai mình sao, mình cũng còn trẻ, mình cũng còn này kia. Thì em cũng nghĩ vậy thôi, nhưng mà nó rất là thoáng qua trong đầu em thôi. Xong rồi thì mẹ ruột em mới nói vậy nè: con ơi, giờ con nghĩ đi, nếu mà mẹ bệnh á, mà nhân nó bỏ con như vậy đó, thì con thấy như thế nào? Rồi thứ hai nữa là bây giờ mày suy nghĩ đi, mày có thương được thằng khác như nó không? Nó giàu hơn đó, nhưng mà nó có tốt như chồng mày, như nhân thằng nhân không? Thì mày cứ nghĩ. Thì em nghe vậy là em thấy là nó nhẹ lắm. Thấy là em điện thoại qua liền, em nói là anh ơi, nói với bác gái đi, em chịu rồi. Đầy cảm xúc ha. Dạ. Nếu như mà em mà không vượt qua những chặng đường đó thì dạ, chắc có lẽ ngày hôm nay chúng ta không ngồi nói chuyện đây với mẹ chồng bạn dâu đâu. Dạ. Dù sao thì anh cũng cảm động trước cái tình cảm của em dành cho gia đình này hôm nay. Dạ. Nói chung là khi mà xác định lấy ông xã bây giờ á, thì em xác định là mình đến với mẹ với chồng em là bằng tình thương. Ngày đám cưới khoảng chừng 2 tháng á, thì tự nhiên mẹ bị không đi được. Em mới nói với mẹ ruột em: mẹ ơi, con biết là giờ mẹ sanh con ra thì con gái thì mẹ cũng muốn cho có một đám cưới nó đàng hoàng, mà bây giờ con thấy mẹ con vậy con sợ, nếu mà đám cưới chắc cũng phải làm đơn giản à. Thì mẹ mới nói thì thôi bây giờ đã chịu thì đâu có còn tính cái vấn đề đó đâu con. Rồi cũng may mắn sao thì khoảng chừng tuần 2 tuần gì đó thì bắt đầu mẹ đi lại được. Rồi thì nói chung đám cưới diễn ra, nói chung là em cũng không nghĩ là mình có được cái đám cưới, phải nói là không phải như bình thường mà rất là rạng rực rỡ luôn. Nói chung là mẹ, cái tiền mẹ để dành như mẹ dồn hết đám cưới cho em luôn. Trời mẹ không sợ gì nữa hết. Mẹ thấy dạ, tình cảm của mẹ rất là bao la đối với con của mình dạ, ha. Nhưng mà sau khi đám cưới về thì cái công việc làm dâu như thế nào? Chung là về thì cũng giỏi giang lắm. Tôi tưởng đâu là tướng nhỏ con vậy, tôi tưởng chắc cũng không có làm được nhiều công việc, nhưng mà rốt cuộc nó sốc giác lắm. Mình thấy về tính tình tất cả mọi thứ có hợp nhau không? Thương nó dữ lắm, thành ra hả, hợp thì cũng hợp dữ lắm đó, nhưng mà cũng đôi khi cũng nóng nảy lắm. Thành ra mỗi lần mà nó đánh con hay là nó rầy con nói gì á thì tôi chạy lên tôi binh. Có một lần nó bực mình quá, tôi nghe nhỏ này là la: bà nội ơi, cứu con với, mẹ con đánh con. Mình nói với thầy quán còn chạy lên thì nó thấy nó đang quỳ gối, còn mẹ nó thì đang nhiệt cái cây đó thôi à. Cái tôi mới nói à: con ơi, cũng như nó còn nhỏ lắm, con đừng, con dạy nó thì con dạy từ từ chứ đừng có đánh nó tội nghiệp, đau nó tội nghiệp. Cái nó đang bực á, cái nó nói tôi chứ mẹ cứ dạy hoài à, mỗi lần mà con dạy nó là cái mẹ cứ chạy lên mẹ binh à.
đó, mẹ binh hoài đi, nếu mà mai mốt nữa hả, nó hư cho mẹ coi. Con của con thì để con dạy, chứ mẹ đừng có lên binh nữa. Mai mốt con để cho mẹ dạy luôn. Cái chân mẹ thì nhất, cái chân mẹ nó giống như là bị khớp anh. Cái cậu hai em thì nó nhỏ, cứ mỗi lần mà nghe nó khóc, bà nội ơi mẹ đánh con, đập đập không biết làm gì, chạy lên chạy lên. Bữa đó em tức quá em nói, mẹ đứng đó. Nói giờ mẹ bước lên là mai mốt là con, mẹ khử nghe tiếng nó khóc nữa, con đánh con làm cách nào khổ cho nó khóc. Cái gì cũng binh hết. Bịt miệng nhỏ, bịt cái bà nội đó, thì thôi 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 được rồi, để mẹ xuống. Mẹ xuống nhưng mà buồn. Nói chung tại vì biết là bà nội thương cháu nhưng mà không thể chiều hoài anh ơi, chiều nó hư quá. Dạ. Chính xác đó. Như vậy luôn. Thì là em với mẹ chồng em thật sự mâu thuẫn chỉ có cháu thôi, chứ không mâu thuẫn gì đâu. Mẹ thì mẹ thương lắm anh ơi. Em kể đến mức vậy nè, em tối của em đói bụng quá thì xuống em mới tính kiếm gì ăn, thì lục lục sau cái hũ chao để trên cao, em làm rớt hũ chao xuống, lúc đó 11 giờ đêm mà nghe vậy tưởng nào la mình, thôi con xích ga đi, con xích ga hũ chao bể miễn như lắm, xích ra để mẹ hốt. Cái gian cũng mới làm dâu cũng chắc cũng được mấy tháng á đó. Mẹ nói không, em nói không mẹ, mẹ nghĩ sao vậy, con trẻ này con phải thấy đường rõ hơn mẹ chứ sao mà mẹ lớn tuổi mà mẹ lại thấy được hơn con, để con làm cho. Không, nhất định không cho em làm, không cho em làm. Kêu em lên lầu ngủ, thế xách cái tô cơm lên ăn đi con, lên rồi ở dưới là mẹ tự mẹ hốt mẹ quét vậy đó. Phải nói cái tình cảm của em với mẹ chồng á, nó có nhiều kỷ niệm mà không thể nào ai quên được hết. Dạ. Hay cả anh là người ngoài khi nghe kể chuyện anh cũng cảm động vì cái tình cảm đó với nhau. Dạ. Nhưng mà có cái điểm nào mà chị mong muốn là mẹ phải giảm bớt không? Hay là cái việc mà chi tiêu mấy người cụ lớn như vậy nè, họ thường tiết kiệm tiền á. Bác sĩ nói là cần ăn những cái đồ bổ máu này kia đó, thì em mới nói là để mua thịt bò cho mẹ ăn. Bữa đó là em nhờ bà nội đi thì em bận. Chị biết không, mua về thì thấy sao bà nội ngồi ăn mà sao thấy ăn hơi lâu, thì mẹ mới lại em nhìn thịt bò toàn là gân không. Em hỏi sao mẹ lại ăn cái này, sao mà ăn được? Không, tại mẹ thích con ơi, em bóc thử em ăn, trời ơi trời, răng thiệt nha, không nổi là răng giả mà nhai được cũng hay thiệt á. Em nghĩ trong bụng đó nha, mà em cũng nói luôn, nói mẹ cứ mua thịt ngon mẹ ăn đi, tại sao mà mẹ cứ mua thịt như vậy mẹ ăn. Mẹ mới nói là thịt bò mắc quá, mẹ ăn mấy cái này được rồi, để cho tụi con ăn thịt ngon. Em mới nói mẹ làm vậy là tội tụi con còn trẻ, tụi con răng tụi con còn cứng, thể nhai được cái những cái đó chứ sao mà mẹ phải ăn những cái đó, mà mẹ để thịt bò mềm cho tụi con. Chị uống thuốc nữa, cái thuốc ung thư đó là phải uống suốt cuộc đời luôn, mà một ngày uống có một viên thôi, thì thuốc đó của em thấy cũng không phải là mắc lắm nữa, cũng có mấy trăm ngàn một hộp à. Bữa đó em mới xuống em thấy sau hộp thuốc còn không à, em mới nói ủa mẹ ơi mẹ uống thuốc chưa, lên máu nữa. Hết thuốc rồi con. Em nói vậy sao mẹ không chịu nói? Nói bữa giờ mẹ thấy con tốn kém đủ thứ với con, cái bệnh hoạn rồi tiền bạc này kia. Em lại la nữa, em la chứ không phải là em nói đâu. Em nói nó mẹ làm như vậy là mẹ không phải là mẹ thương tụi con đâu. Tại vì nếu mà mẹ thương tụi con là mẹ phải gán giữ gìn sức khỏe của mẹ. Con nó nói như vậy đó, đừng có tiết kiệm về những điều đó nữa cô nha. Dạ. Cô nói với con điều gì đi. Đó. Nhiều khi em cằn nhằn đó, rồi nhiều khi mẹ cũng buồn cằn nhằn thì cái đó cũng buồn lòng. Dạ. Nhưng mà nghĩ là thôi kệ, nó cũng lo cho mình thì thôi, cũng không có giận. Dạ, đây là người con dâu nên nghĩ rằng rất là thương yêu mẹ chồng như chính cái bản thân mình vậy. Mong rằng cái tình cảm mẹ con vẫn mãi mãi như thế. Cô cũng nói gì với con dâu của mình trước những cái tình cảm đó không? Nhân dịp đây thì mẹ cũng xin cảm ơn con là trong thời gian qua đã chăm sóc cho mẹ và chăm sóc cho cái gia đình nhỏ của mình. Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn bà Xui. Xin cảm ơn bà Xui. Bây giờ tôi có được một nàng dâu tốt như vậy thì tôi cũng xin cảm ơn. Đương gái nữa. Đương gái. Ngày hôm nay chúng tôi nghe được câu chuyện này và chính ra cái tình cảm của nàng dâu đã tăng thêm cái tình cảm của gia đình và nó tạo nên sự kết nối chặt chẽ hơn. Nhưng còn vẫn còn những cái điều mà cô con dâu mong muốn bây giờ mẹ chồng làm thì thôi. Bây giờ nhắc lại lần nữa đi để mẹ nhớ. Qua chương trình này thì con cũng muốn nói với mẹ vậy nè, đó là đối với tụi con, vợ chồng tụi con, hai đứa cháu, mẹ mới là quan trọng, nên mẹ không cần phải là tiết kiệm, mẹ cứ việc ăn những gì mẹ thích, uống thuốc đầy đủ để mẹ có sức khỏe, để mẹ sống với tụi con được bao lâu thì tụi con vui và hạnh phúc bao nhiêu đó. Sẵn đây thì em cũng xin gửi lời cảm ơn đến mẹ, là coi như em với con ruột. Và em cũng xin gửi lời cảm ơn đến mẹ ruột của em, hướng em đến là sống, là mình sống bằng cái tâm. Như vậy thì em mới được làm có một người mẹ chồng là thương em và một người chồng rất là thương em luôn. Em cũng muốn gửi một bài hát. Rồi bây giờ thế này nè,
hai người đứng dậy ôm nhau ha, nghĩ rằng chúng ta có cái tình cảm này mình hát và tặng mẹ hay hơn. Dạ, con thương mẹ nhiều lắm. Rồi hát tặng dạ, mẹ đi. Rồi con xin gửi tặng tới mẹ, tới mẹ con và cũng những ai đang làm mẹ một bài hát Bông Hồng Cài Áo. Một bông hồng cho em, một bông hồng cho anh, và một bông hồng cho những ai đang còn mẹ, đang còn mẹ để lòng vui sướng hơn. Dỗi mai này mẹ hiền có mất đi, như đóa hoa không mặt trời, như trẻ thơ không nụ cười, ngỡ đời mình không lớn khôn thêm, như bầu trời thiếu ánh sao đêm. Con dâu như vậy nha. Dạ. Cô muốn nói gì với con mình không? Mẹ rất là thương con. Tuyệt vời. Con mong là mẹ sẽ sức khỏe mẹ sẽ ngày một tốt lên. Dạ. Mẹ cứ yên tâm đi, mẹ đã vượt qua giai đoạn 5 năm rồi thì không có gì là không thể hết. Dạ. Rất tuyệt vời. Một hình ảnh rất đẹp về mẹ chồng nàng dâu. À, cảm ơn mẹ chồng nàng dâu đã đem tôi nhiều cái cảm xúc như vậy về cái tình yêu thương giữa mẹ chồng nàng dâu. Dạ, xin chào MC Quyền Linh và MC Lê Lộc. Tôi tên là Việt Hà. Tôi đang công tác ở Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố. Dạ. Cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi cô? Mình đã 47 tuổi ạ. Ồ, trẻ mà, còn trẻ. Con rể. Dạ, con chào chú Quyền Linh, chào chị Lê Lộc. Tên Võ Gia Thịnh, năm nay 24 tuổi, hiện là đầu bếp, đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Cái lần đầu tiên mà mẹ vợ gặp con rể mình thì mình ấn tượng gì ở chàng trai này? Lần đầu tiên gặp bạn này đó, mình cũng để ý. Tại hồi đó mình hay chở bé nó đi học. Nhưng mà đến lúc mà nó nói mẹ hôm nay con đi với bạn. Dạ. Hôm đó mình thấy bạn này chở về, mình mới nói bạn này hả con? Dạ. Nháy nháy. Dạ bạn trai con. Dạ. Là mình đi qua hỏi con gái, ủa nữa hả con? Con gái mình có nhiều bạn trước đó. Dạ. Và cũng về giới thiệu. Tuy nhiên thì mình nhìn bạn này lúc đó rất là hiền. Có thể là do là con gái mình nó hơi bị lanh á, cho nên mình thấy cái bạn này là mình biết là cái bạn này không có lanh bằng con gái mình. Dạ. Còn không biết Thịnh thì sao? Cái lần đầu tiên gặp mẹ vợ tương lai đó có ấn tượng điều gì không? Lần đầu tiên em gặp mẹ thì em thấy mẹ cũng nhìn có vẻ nghiêm túc nên hả em cũng hơi rụt rè, hơi sợ. Dạ. Gặp dần thì em cũng thấy mẹ hiền. Những cái nỗi sợ nó hết rồi đúng không? Nó qua đi đúng không? Rồi từ lúc mà gặp cho đến cưới thì bao nhiêu lâu? Dạ 3 năm. Ồ. Thời gian khá dài hả? Ngọc trời quê ta hát vang lên với ba không hát ngọc trời gạo chuẩn, hát ngọc trời gạo chuẩn cơm ngon. À, rồi sau đó thì cưới về thì tại sao con lại ở rể? Tại vì mẹ và ba cũng đi làm nhà nước, làm giờ hành chánh nên không có tiện ở nhà lo cho ông bà ngoại và em. Sáng thì con đưa em đi học, xong rồi trưa thì con nấu cơm trưa cho ông bà ngoại. Trời ơi. Dạ. Đầu bếp mà phải không cô? Dạ. Thật ra thì nhà mình cũng đơn chiếc á. Dạ. Hai cháu còn nhỏ thì mình hơi cực. Mà lúc đó thì thật ra thì ông bà cũng mới, cũng còn đi làm, chưa có bề hưu cho nên mình cũng đỡ cực. Nhưng mà sau khi này thì ông bà ở nhà đó, và lớn tuổi đó, thì bạn lớn cũng phụ giúp. Nhưng mà từ khi quen cái bạn này đó thì bạn này hỗ trợ rất là nhiều. Cho nên là mình cũng đỡ được phần nào. Dạ. Thật ra thì mà nói đến thời điểm này á, là bạn này rất giỏi, chăm từ trong ra ngoài. Con nghĩ là chắc cô cũng ăn được nhiều món của Thịnh nấu rồi phải không cô? Dạ. Cô thấy sao cô? Thật ra thì hai bạn đều học bếp. Dạ. Bạn học bếp Âu. Cái món ăn của bạn thường là phải có bơ. Mà mình thì từ nhỏ đến lớn mình rất là mê bơ sữa. Wow. À, do vậy cho nên là nó hợp với mình. Và tất cả các món ăn bạn làm thì ở nhà mình ai cũng rất là ưu ái, mê.
Tuy nhiên thì ông bà thì theo cái nếp sống của người lớn tuổi, ông bà chỉ thích ăn cá kho món hoặc Việt là dạ, món Việt hoặc canh chua hoặc cái gì đó xào. Thì bạn làm lúc đầu thì chắc cũng hơi bị lọng cọng, có một vài món thì mình sẽ hướng dẫn. Xào rau cũng có bơ đi. Dạ. Như vậy là con làm từ sáng đến chiều luôn. Dạ. Sáng đưa em đi học. Dạ. Rồi về dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm nấu nước. Dạ. Rồi xong rồi có giặt giũ gì nữa không? Ông ngoại bỏ vô máy giặt rồi con đem lên phơi. Rồi vậy là con làm từ sáng đến chiều luôn. Trời làm rể còn giỏi hơn làm dâu nữa thôi. Thiệt chứ bộ, con nể con luôn á. Rồi con thấy con hợp với mẹ con điều gì nè? Dạ con cảm thấy là hợp với mẹ là mẹ thích dọn dẹp, rồi mẹ thích trồng cây, nuôi cá được. Mẹ làm cái gì con làm cái đó. Giỏi vậy trời. Bây giờ con làm gì? Con làm hết rồi, vợ con đâu có gì đâu. Vợ con hưởng thụ. Trời, tháng con ghế chồng mà được. Dạ. Chứ bạn này là hay đấy nha. Cô, con không biết là cô với lại Thịnh là hợp nhau điểm gì nữa không cô? Nhà mình không có quan niệm là có con rể. Đôi khi là bạn mang đồ lên cơ quan á, thì các chị đồng nghiệp hỏi là ai mang lên, nói là con trai em. Điện thoại mình cũng lưu là con trai. Có thể là vì nhà mình ông bà ngoại cũng có hai cô con gái, mình cũng có hai cô con gái, cho nên có con trai cưng dữ lắm. Cưng dữ lắm. Bạn này thương lắm. Vợ la là nhắn tin: mẹ ơi, mẹ, con đã làm hết sức mình rồi, mẹ ơi mẹ về mẹ giải quyết cái câu chuyện này giùm con. Cái lúc mà mình về đó là nhắn tin lại: mẹ ơi mẹ đừng la Vi nha mẹ đó. Thương chỗ chắc, đó chắc vợ la trước rồi, sợ mẹ la bị vợ la nữa đúng không? Nhưng mà thường thì hai bạn có xảy ra mâu thuẫn trước mặt cô không? Cũng câu chuyện lặt vặt. Bạn nhỏ nhà mình thì rất là mê nuôi chó. Yeah. Nhà mình có tới 5 con chó nữa. Wow. Yeah. Bạn này về thì phải chiều theo ý vợ. Sau khi bạn kia cưới được thì có bầu, thì nhà nó cũng hơi bị cao, mà mấy con chó thì nuôi trên sân thượng. Do vậy cho nên bạn kia ít khi nào lên sân thượng. Thì bạn này giao cho bạn này để lên sân thượng chăm các bầy chó. Bỗng nhiên có một hôm, cái con chó cưng nhất của bạn kia đó bị viêm da, đổ thừa cho bạn này. Là tại sao chăm con chó của em mà bị viêm da đó. Tại sao em đã nói là không được để nó nằm nước, mà tại sao anh để cho nó nằm nước? À, câu chuyện chỉ có đơn giản vậy thôi. Và hai bạn cãi nhau. Và cuối cùng kết quả là bạn này nhắn tin cho mẹ. Trước đó nó cũng có nhiều câu chuyện, nhưng mà mình cũng khuyên đơn giản thôi. Nhưng lần này mình phải mời ra quán cà phê. À, sau khi yên vị ở quán cà phê thì mình bắt đầu hỏi: bây giờ bạn Thịnh nói cho mẹ nghe là câu chuyện đó câu chuyện gì? Thì bắt đầu bạn này nói à, rồi bạn kia bắt đầu phản pháo lại bằng cách là: con đã chăm em Bull, có nghĩa là con chó đó, rất là kỹ, và con đã dặn ổng là ổng phải chăm nó, nhưng mà bây giờ là không có chăm kỹ, con la ổng, ổng còn nói con là em giỏi thì em chăm đi à. Nhưng thật ra trước khi mình mời nó ra quán cà phê đó, là vì nhà mình cũng thường đi công tác á, thì mình có gắn camera. Thì khi mình mở camera lên á, thấy là hai bạn nhìn thấy hình thôi chứ không nghe tiếng, có vẻ là đang cãi nhau. Và bạn này thì cũng có vẻ là đang rất là giận, là muốn giận trong kiền cái cho nó đã đó. Nhưng mà ngưng lại, mình thì không, thường thì vẫn bên con trai mình hơn. Dạ. Thời nghiệp con ha, giờ về chăm sóc này kia còn chăm sóc luôn con chó, năm con chó, cái năm con chó mới là mệt đó. Dạ. Giờ thôi nhịn đi con ha. Dạ. Nhưng mà giữa Thịnh với mẹ là có điểm nào mà chưa hợp nhau không? Em với mẹ thì nói chung là hầu như không có điểm nào mà chưa hợp nhau, chỉ có điều là em có cái là vẫn còn mê điện thoại và mê game nên mẹ không thích. À. Dạ. Chỉ có như vậy đó. Có khi nào mẹ rầy không mẹ? Đôi khi mình về thì mình ngồi xem tivi thì mình nghĩa xem làm gì, cầm điện thoại ngồi kế bên chơi game không, thì mình không có la, mình không bao giờ la, thì mình mới hỏi: ủa con mỏi mắt không con? Cái là cứ mình cứ hỏi vậy thôi, là nó khéo à, ngước lên nhìn dạ 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 rồi thôi. Để cái xong rồi bấm thiệt lẹ, bắt cái điện thoại mình lên tivi, lát hồi quay qua nó cũng la lại. Nó đồng vật không, nó thấy mình la quá, cái là thế là một lát nữa là nó đi lên trước, thì nó xem xong rồi nó ngủ quên. Mình chỉ sợ là con nó làm nhiều việc. Thật ra thì hai đứa ở nhà bán online, nhưng mà cái bếp chính là bạn này. Dạ. Còn cái bếp quản lý là cái bạn gái kia. Dạ. Bạn gái thì tìm kiếm khách hàng và chăm sóc khách hàng,
Rồi giỏi, hai đứa giỏi rồi ha. Vậy là cũng bắt đầu khởi nghiệp tốt rồi đó. Thì con cố gắng nếu mà làm chủ được bản thân như thế là có một cái cửa hàng online mà nếu mà bán tốt là cũng thời buổi điểm này là ngon lắm đó con ha. Còn về việc mà công việc của bạn Thịnh đó cô, thì bạn có tự chủ không? Con sợ là giống như là bạn hơi bị nhát nhát hiền hiền thì cũng lại phải yếu thế hơn người khác. Dạ, đây là cái câu chuyện mà mình rất là lo lắng. Có nghĩa là bạn này chỉ biết làm, và bạn gái thì là quản lý mà, tất cả tiền bạc thì trong túi của cái bạn quản lý. Dạ, khách hàng của mình khi mà có đặt hàng mình đưa về cho bếp của hai bạn, dặn là con đến đó con gọi cho gì đó, con nói con là con của mẹ Hà. Có hôm khách gọi lại, ủa sao không thấy nó gọi gì hết trơn vậy chị ơi, thì mình mới nói, mình mới nhắn về cho bạn gái ở nhà. Bạn gái nó chắc điện thoại nó không có tiền nữa mẹ. Trời, mà thiệt không cô? À, nó không có tiền thiệt. Trời ơi. Có hôm là đi giao hàng xong thấy lâu về quá, ủa con đi đâu lâu về dữ vậy, thì con kia nó cũng đi kiếm. Tiền điện thoại không có, xăng không có, xe hư dắt bộ. Trời ơi, khổ thân. Mình quay mình la bạn kia, ủa tại sao con không để tiền cho chồng, để chồng còn đi ra ngoài còn phải đổ xăng. Bạn kia nói tại nó không lấy chứ bộ, cái đơn giản thôi là bao nhiêu tiền đưa cho vợ hết, không có giữ trong người. Trời thật ơi. À, bởi vậy mình nói là mình rất là thương con mình. Ừ, hai mẹ con cũng mới gọi là ở chung với nhau cũng không có dài lắm. Hôm nay thì hai mẹ con cũng đã nói ra tất cả những cái điều mà mình quan tâm chia sẻ với nhau rồi. Quan trọng là cái cô kia kìa, cô Lanh Lanh kia kìa, cái cổ mới là nguyên nhân để mẹ đứng ra giải quyết ha. Và nguyên nhân để con mâu thuẫn này kia, để xem cô ấy, cô nói gì trong ngày hôm nay nha. À, đối với em bây giờ thì anh và mẹ luôn là điều tuyệt vời nhất, là điểm tựa duy nhất của em. Anh và em cưới nhau và anh về ở nhà cũng được gần một năm nay rồi. Anh lo cho mọi người trong nhà, anh quan tâm rất là nhiều, anh biết là mọi người thích gì, anh thích ăn gì nè, rồi biết sở thích của từng người luôn. Nói chung là mọi việc trong nhà bây giờ là anh lo, em cũng không có động tay động chân gì. Em cảm ơn anh rất là nhiều. Chỉ có một việc mà em thấy mẹ hay nhắc đó là anh mê chơi game lắm. Suốt ngày anh rất là mê chơi game. Em chỉ mong anh thay đổi điều đó thôi, để em đừng có hay làm nữa, chứ em cũng nhắc anh hoài à. Còn đối với mẹ, con không có biết nói gì hơn ngoài việc là con cảm ơn mẹ. Tới hiện giờ thì mẹ lại sắp lên chức bà ngoại, nhưng mẹ vẫn lo cho con, lo cho con từng miếng ăn, từng giấc ngủ, từng ly sữa, từng viên thuốc. Đối với con thì từ nhỏ tới lớn là chỉ có mẹ mà thôi, nên là mẹ ơi, con cảm ơn mẹ nhiều lắm. Cảm ơn mẹ đã lo cho vợ chồng con, cảm ơn mẹ vì đã thương yêu vợ chồng con. Sao anh thấy vợ nói vậy thì Thịnh có suy nghĩ gì không? Dạ, em cũng không biết. Anh này hơi nhát hả cô hả? Dạ, dạ. Bạn này thì nhát lắm. Cái điều hạnh phúc nhất, điều may mắn nhất là mình đã có được một anh con trai. Bên kia thì mẹ của bạn này cũng đơn chiếc, tuy nhiên thì chị bên đó cũng chấp nhận theo cái tình yêu của con để mà để con ở bên này. Bên đây mình rất là biết ơn chị ở bên đó. Và mẹ thì chỉ nhắc con là hết sức kiềm chế, đừng bao giờ có cái hành động đánh vợ, hay hoặc là có cái hành động gì đó mà nó xúc phạm đến nhau, để cho cái cuộc sống hôn nhân của tụi con có thật sự là nhiều cái kỷ niệm, nhiều cái màu sắc. Con là con một đó hả? Dạ. Trời, con một, giờ mẹ ở nhà con mình thôi. Con phải cố gắng tranh thủ về thăm mẹ con hàng nhiều nha. Dạ, hàng tuần. Mình luôn nhắc là mỗi tuần các con đều phải về thăm trời mẹ ơi, bên kia. Đúng là cũng tớ tiêu thiệt nha. Mà cũng thấy thương cho mẹ ruột con á nha. Dạ. Anh, mẹ ruột đã hy sinh rồi, chàng rể còn hy sinh nữa. Cái gia đình có đúng dòng rồi. Máu hy sinh. Đúng rồi đó. Đúng đó. Dạ. Dạ. Con cảm ơn mẹ vì đã cho con một người vợ, một mái ấm,
và cho con những kiến thức trong hôn nhân và trong cuộc sống. Con cảm ơn mẹ. Rồi, chúc gia đình mình hạnh phúc và thành công nha. Chương trình gửi tặng một kỷ niệm để nhớ về chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu.